chị, hôm nay buổi sáng ở sân thượng, hôm nay mẹ em sẽ chia sẻ cách gieo hạt rau càng cua. Đây mẹ của em đây. Rồi. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là cách mình gieo hạt rau càng cua. Gieo hạt rau càng cua là mình không cần phải mua cái gói hạt giống, mà mình chỉ cần là mua rau càng cua ở ngoài chợ về mình ăn nha các bạn. Giờ mình lấy hạt lại rồi mình gieo nha các bạn. Đây, mình xin giới thiệu với các bạn, đây là cái rau càng cua. Đây các bạn, rau càng cua này là mình mua ở ngoài chợ. Là nó như vậy nha các bạn. Đó, mua như vậy. Đó. Ở trên cái những cái bông rau càng cua nha các bạn, nó có những cái hạt đen đen. Đây có những cái hạt đen đen như vậy nè các bạn. Đó, nó có hạt đen đen như vậy nè. Đó. Những cái hạt này là mình gieo là nó đều lên hết luôn nha các bạn. Nó có rất là nhiều luôn nha. Đây. Khi mà mình lặt cái rau càng cua các bạn, cái mình vũ vũ như nè các bạn, là nó sẽ rớt xuống nha các bạn. Đây nè. Đây các bạn coi, cái này nó khô lắm rồi nè. Cái hạt này nó già rồi nè. Theo như mình á là không cần phải cái hạt đen nó mới lên đâu. Cái hạt mà nó vừa già thôi. Vừa già thôi là nó cũng lên hết luôn nha các bạn, nó như vậy. Là mình vuốt vuốt như nè các bạn, đó. Rồi bây giờ là mình xin giới thiệu qua bên cái phần đất nha các bạn. Đây các bạn, đây là cái đất này á, là đất là mình đã ủ qua với chấu rồi nha các bạn. Nó rất là tơi xốp luôn ha. Đó. Bây giờ là mình sẽ trộn thêm vô đây là một ít phân gà. Một ít thôi nha các bạn. Tại vì các bạn biết sao không? Tại cái cây con này á là đâu phải là mình gieo là mình bứng liền đâu các bạn. Cái này là mình phải để cho nó cao lên một khoảng nữa là mình mới chiết ra bên ngoài. Nên cần cái nó phải cần cốt phân nha các bạn. Đó. Cái đất mà không có phân các bạn, cái cây con nó lên nó sẽ rất là yếu. Đó. Giờ mình sẽ xới lên nha các bạn. Đây các bạn coi đất nào nó rất là tơi xốp luôn. Đó. Như vậy là được các bạn ha. Mình sẽ lấy ra bên ngoài một ít đất nha các bạn. Để một chút xíu nữa đó là mình sẽ phủ lên trên lớp mặt các bạn ha. Đó. Khi mà mình gieo cái hạt này nha các bạn, là cái hạt này nó nhuyễn mà nó nhỏ dữ lắm, mà mình để cái đất xốp như vậy đó, khi mà mình gieo hạt lên á rồi mình tưới nước nha các bạn, nó sẽ lắng xuống dưới bên dưới sâu đất nha các bạn, là cái hạt nó sẽ lâu nảy mầm lắm đó. Nên á mình làm cho cái đất nó bằng bằng một chút xíu như vậy nè nha các bạn. Đó, mình ém cho nó bằng chút xíu, nói là ém nhưng mà nó không có phải là nó dẻ đất đó nha. Mình làm như vậy nó cũng còn cái độ xốp dữ lắm. Đó, mình làm như vậy. Xong rồi mình mới gieo hạt nha các bạn ha. Đây các bạn. Bây giờ là những cái mình gỡ bớt cái bao tay ra. Đây các bạn. Các bạn cứ làm gì nhẹ nhẹ vậy nè các bạn, cho nó rớt những cái hạt vô trong cái bao ni lông đi các bạn. Rồi bắt đầu cái là mình mới lấy mấy cây này ra nha. Đây nè, cái hạt đang đen đó các bạn. Hạt vừa già như vậy là nó cũng lên hết luôn các bạn. Cái rau càng cua ở ngoài chợ đó các bạn, người ta cắt á, có nhiều cái nó cũng còn cái hạt đen dữ lắm luôn nè. Đó như vậy nè các bạn. Đó. Ở trên cái đầu bông các bạn nhiều lắm. Rồi bây giờ là mình sẽ cho nó ra bên ngoài cái rổ nha các bạn. Mình cho cái rau càng cua ra ngoài cái rổ cho nó rớt cái hạt đen xuống. Lại dù sao cái rau càng cua này mình ăn đó các bạn, mình cũng phải bóp cho nó ra bớt cái chất nồng một chút xíu rồi. Mình làm gỏi các bạn, cái rau càng cua mình cũng phải bớt cho nó ra chất nồng.
Vậy mình lấy gì mà chứ mà nó cũng rớt hột xuống cũng nhiều lắm rồi các bạn nè. Đây các bạn. Nó được chút xíu hạt như vậy nè. Nói nhiêu đây hạt chứ mà mình gieo nó lên dữ lắm luôn á nha các bạn. Nhiều đây chứ mà nó lên dữ dội luôn á. Mình sẽ lấy bớt những cái này ra cho các bạn xem. Đó. Thấy không? Gộp lại hơi bị khó. Rồi. Như vậy là được các bạn, mình để lại cho nó bằng cho các bạn xem luôn. Đó. Mình gom được như đây hạt nè. Hạt còn xanh nó cũng hơi nhiều. Không, nhưng mà cũng có một mớ hạt đen đó các bạn. Vậy chứ mà nó lên dữ lắm nha. Nè các bạn coi nè. Đó. Bây giờ là mình sẽ gieo cho bên ngoài này các bạn ha. Giùm nó lại về cho nó dễ đây nè. Gieo á mình gieo thưa ra một chút nha các bạn. Tại vì mình thấy nó nhỏ nhỏ vậy chứ mà nó nhiều hạt dữ lắm luôn á. Nó nhiều dữ lắm. Càng thưa càng tốt nha các bạn. Đó chắc trồng một vườn luôn á. Nhiều lắm, thấy vậy chứ nó lên nhiều lắm. Mà mình gieo cái hạt như vậy nè các bạn, nó lên mạnh lắm. Cái này là mình gieo trực tiếp luôn, mình không cần gì phải phơi luôn nha các bạn. Đó, như vậy là được rồi các bạn. Rồi. Bây giờ là mình sẽ phủ lên một lớp đất nha các bạn. Cái đất này là hồi nãy mình mới vừa hốt ra nha các bạn ha. Mình phủ lên. Đó các bạn. Các bạn đừng có phủ dày quá nha. Mình phủ một lớp vừa vừa thôi nha. Dày quá nó cũng lâu lên mầm dữ lắm. Khi mà tưới này tưới xong rồi các bạn, mình nên đậy cái miếng gì lên để mình giữ ẩm nó cho nó nhanh lên mầm luôn nha các bạn. Rồi như vậy là được rồi. Mình tưới xong rồi mình đậy nó lên, đậy lấy đồ mình đậy lên. Các bạn lấy tấm ni lông hay cũng được, mình sẽ lấy cái tấm này các bạn. Mình sẽ lấy cái đầu hướng phân này. Đó, đây các bạn. Mình sẽ đậy lên như vậy. Các bạn thấy không? Mình sẽ đậy kín lên như vậy luôn ha. Để nó giữ ẩm nha các bạn. Để nó giữ ẩm. Nhưng mà lâu lâu các bạn dỡ ra. Mình dỡ ra gì nha các bạn. Coi nó có bị khô đất hay không. Là mình phải tưới các bạn ha. Rồi. Từ hôm mình gieo hạt rau cần cua đến nay là được 15 ngày nha các bạn. Mời các bạn xem 15 ngày mà nó lên như vậy nè. Cây con nó lên rất là nhiều luôn. Cây con lên nhìn rất là dễ thương luôn nha các bạn. Để các bạn coi nó lên cả chùm như vậy luôn nè. Rau cần cua hôm nay là được 30 ngày nha các bạn. Từ khi mình gieo hạt đến nay là được 30 ngày. Đó, các bạn coi nè. Mà nó lên được như vậy. Mình thấy nó lên cũng tốt ghê. Rất là tốt. Nhưng mà có cái cây con này các bạn nó chậm lớn lắm. Nó chậm lớn lắm. Hôm nay rau cần cua nó cao được như vậy rồi nè các bạn. Đó. Đây, hôm nay nó cao như vậy. Hôm nay là mình sẽ chiết cây con này ra ở bên ngoài đất nhiều để cho cây con nó phát triển nha các bạn. Đây nè các bạn coi nè. Cái này á, từ lúc mà mình gieo hạt đến nay nha là nó được 38 ngày. Chính xác là 38 ngày nha các bạn mà nó cao được như vậy rồi nè. Đó. Bây giờ là mình sẽ chiết ra bên ngoài mình trồng các bạn ha. Đây mình xin giới thiệu qua bên cái phần đất nè. Đây. Cái đất này á, là mình đã có trộn chấu nè.
với một ít phân gà vô trong này. Nếu như các bạn không có phân gà thì mình có thể là trộn phân bò hoặc là phân trùng quế cũng được nha các bạn. Đó, cái phân gà đó là mình trộn trong cái đất này á, là các bạn cứ cứ tính là cứ 4 phần đất và một phân gà, một phần phân gà là được rồi nha các bạn. Đây nè, đó, cái đất này là mình đã trộn phân rồi nè. Xong rồi đó, bây giờ là mình chỉ có là trồng rau xuống thôi. Đó. Đó. Bây giờ là mình sẽ nhổ cái rau càng cua lên nha các bạn. Đây. Đây các bạn coi nè. Cái cây này nó lớn gì rồi nè. Cái đất này nó mềm các bạn, mình nhổ cái gì nó lên luôn nè. Các bạn coi nè. Đó. Mình lựa những cái cây lớn lớn mình chiết ra trước nha các bạn. Các bạn thấy không, 38 ngày thôi mà nó cao được như vậy rồi nè. Những cây nhỏ mình có thể để lại mình trồng trước những cây lớn nha các bạn. 3 cây. Cái này là mình chiết ra nhiều dữ lắm luôn á các bạn ơi. Nè, coi nó có rễ coi chùm luôn nè. 4 nè. Ôi. Những cây nhỏ mình sẽ chiết trồng trước mấy cây lớn. Đây các bạn. Mình qua đây bên này mình trồng các bạn. Bây giờ cứ mỗi một thùng này các bạn là mình trồng chỉ 6 cây con thôi. Các bạn đừng có trồng nhiều nhiều quá nha, nhiều cây nó, nhiều cây con quá là khi mà nó lớn lên á là cái tàn cái nó phát nhánh ra các bạn. Nó không có nhiều. Là mình trồng thưa thưa ra như vậy. Đó. Khi nào nó phát tán ra là nó cái tàn nó lớn dữ lắm. Mỗi một thùng như vậy là mình trồng là 6 cây thôi nha các bạn. Cái rau càng cua này á, là mình trồng có một lần thôi là các bạn sẽ ăn được, là ăn là hoài hoài và ăn là mãi mãi luôn á nha. Là khi mà mình trồng xuống rồi đó, nó có ra bông á các bạn, rồi nó tự rớt xuống rồi nó sẽ tự lên luôn đó. Đó, mình sẽ tưới cho nó miếng nước các bạn ha. Đó, các bạn thấy sao không? Là đó là mình không cần phải mua hạt giống từ gối nha các bạn. Là mình mua mua rau càng cua ở ngoài chợ về là mình chỉ là tận dụng những cái hạt già mình gieo rảnh lên luôn. Đó nha các bạn ha. Đó. Nó rất là tiện lợi luôn. Rồi. Mình tưới cho nó một ít nước. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn á, là cách mình gieo hạt càng cua từ hạt mình mua rau từ ngoài chợ nha các bạn. Rồi, mình xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn lại video sau. Chúc các bạn gieo và trồng thành công nha. Chào anh chị, chúc ngày tuyệt vời. Bye bye.